5 giờ sáng ngày 2 tây tháng 5, bà con ở Hương Trà đã có mặt rất sớm để đón thầy Thích Minh Tuệ. Bà con chúng ta đứng hai bên đường một cách trang nghiêm. Có nhiều bà con đã thức rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho các sư. Có người thì vội vã đem đồ ăn đến để mà kịp tặng cho các sư thọ thực. Và hiện nay phía lực lượng chức năng đã phong tỏa tất cả các tuyến đường nhằm tránh ùn tắc giao thông. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi hết cái video này để hiểu hơn câu chuyện này nhé. Dạ thái mến chào tất cả quý cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh nha. Thì lúc này là 5 giờ sáng ngày 2 tháng 6 tại cái nơi nghỉ qua đêm của sư Thích Minh Tuệ tại cái trường Hà Thế Hạnh đó cô chú anh chị. Thì ngay lúc này bà con tập trung rất là đông luôn cô chú anh chị ơi. Đó, bà con tập trung rất là đông luôn hai bên đường nha. Đó, bên kia cũng rất là đông nha cô chú anh chị. Quá trời đông rồi. Và ngay lúc này thì phát hiện một sư mới nè, đứng ở bên ngoài. Trước kia mình đã có từng xuất gia chứ Huỳnh, giữ giới ở nhà và cũng đã đi được những ngày rồi. Em đi ở riêng ngày để xả hết tẩm rồi. Vừa đi xả hết tẩm nên xin anh quay lại bỏ cái lịch của em đi được xả hết tẩm nên là bỏ đi hay rồi. Vậy hôm nay thì mình vẫn tiếp tục em giữ sức khỏe để em đi thay, nhưng mà giấy chưa còn chưa khỏe, nhưng mà giấy chưa thay tờ ở địa phương thì em đi đã. Còn gì đi được vòng cuối không thì mình cũng xấu rồi. Tức là đi được bao nhiêu thì còn tùy ấy mà nhỉ. Xuất hiện một cái sư mới cũng muốn bộ hành với cùng sư Minh Tuệ nha. Bây giờ cứ bỏ vô nó đi. Nói và ngay lúc này là bà con tập trung rất là đông nha cô chú anh chị ơi. Đó. Đi luôn, đi luôn được tới đó. Đi luôn tắm sạch qua đấy. Hiện nay càng lúc càng đông bà con chúng ta đến gặp sư Thích Minh Tuệ nha cô chú chị. Đó, bà con đứng ở bên nè, bên đường nè. Chờ sư Minh Tuệ ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mã mồ là mình quý vậy đó. Quý là quý cái đức hạnh của thầy á, chứ mình không phải quý là cái chỗ của chùa của mình. Là như là chị cũng quên ăn quên ngủ ha, mình coi thầy ha. Ngày xong là chị ở miền Nam ra. Ở đây có rất nhiều tấm gạch. Thì ngay lúc này là càng sáng thì bà con tập trung càng đông nha cô chú chị. Thì ngay lúc này thì lực lượng chức năng thì cũng đã giăng dây hết trơn rồi, mình không có đi vào bên trong trường được cô chú chị. Thì mình chỉ đứng ở ngoài thôi. Đó. Mình đứng ở ngoài mình chỉ quay cái khung cảnh ở bên ngoài cho cô chú chị mình thôi, thì khi nào mà sư Minh Tuệ đi ra hay là thỏa thuận ở trong đó thì em sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Đó sư này thì cũng muốn xin bộ hành cùng với sư Minh Tuệ nè. Thôi là anh phải gửi xe ông Nam qua đây được không? Qua anh đi bùa một đoạn thế. Bộ nhà họ đã. Cái loại gì? Rồi bên kia đường dữ chứ chị ơi, dài lắm luôn, nguyên một hàng luôn. Ủa, quá vậy đông rồi. Thì sáng nay thầy sẽ di chuyển về hướng thành phố Huế nha cô chú anh chị. Thì từ đây tới thành phố Huế, cách thành phố Huế khoảng 16 cây nữa nha cô chú chị. Mày đẹp không? Có 16 cây nữa sẽ tới thành phố Huế nha. Đi đưa mày đó, đi được tỉnh. Đi được cũng như Huế à. Nó mấy cô thì cũng đã chuẩn bị thức ăn cho các sư nè. Không biết là bữa nay là các sư đi khất thực hay là ở bên trong tại chỗ để mà bà con mình vô cúng dường ha. Thì cũng chưa nắm được đúng không chị ơi. Nó các cô đã thức từ rất sớm để chuẩn bị những cái phần ăn cho các sư nè. Đó. Hồi sáng mình thức sớm không cô? Bốn giờ ha, bốn à, có nghĩa là mình chuẩn bị hồi tối rồi chỉ sáng 4 giờ mình thức rồi mình đem đến đây thôi. Và đó mấy chị cũng đã chuẩn bị rất là sớm rồi cô chú chị, chuẩn bị từ tối hôm qua lận. Đây là em thì nói chung là chút xíu nữa mà nếu mà có thầy mà có đi cắt thịt đó, mình cứ đứng ở shop hàng nè, cái thầy đi qua cái mình cúng dường. Nếu như là mình định đi làm phù hợp bằng em nè, ngạp đi làm phù hợp bằng bên kia ấy, thầy đi không đi theo. Ờ, đúng, thầy đi ra rồi nè, cái mình cúng dường cho thầy. Không, cứ từng nào tới giờ thì gửi chút quý thầy ra là ăn đó, là thầy nhận á, chút là thầy ra là thầy nhận à, đi cô khất thực á.